uống sôi, rửa tay sạch. Sử dụng nguồn nước đã được diệt khuẩn là biện pháp quyết định bảo vệ mọi người, mọi nhà khỏi bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm. Khi gia đình có người bị tiêu chảy cấp, nhanh chóng báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời. Cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2008, một sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ yêu thích nghề dẫn chương trình đến từ mọi miền đất nước, đang bước vào giai đoạn tranh tài của 24 thí sinh ở vòng bán kết. Những gương mặt nào sẽ tỏa sáng tại vòng thi này và bước tiếp vào vòng chung kết? Kính mời quý khán giả đón theo dõi vòng bán kết cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2008 được phát sóng trên HTV9 vào lúc 20:30 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2008. Bạn say mê âm nhạc. Bạn có năng khiếu ca hát và khát vọng thành công. Bạn muốn trở thành ngôi sao ca nhạc được khán giả cả nước biết đến. Có cơ hội học tập và biểu diễn giao lưu tại các nước trong khu vực. Hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực với Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình 2008. Với những sứ giả hạnh phúc mang niềm vui đến cho các gia đình. Với những thử thách hồi hộp, gây cấn và thú vị. Với những chiến thắng thuyết phục mang về cho các thành viên trong gia đình những món quà như mơ ước. Và trên hết là sự chia sẻ ấm áp, tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Kế hoạch gia đình hạnh phúc, chương trình truyền hình thực tế phát sóng lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV9. Thông báo. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp quay video khai giảng ngày 9 tháng 9 năm 2008. Lớp học dành cho mọi đối tượng yêu thích quay video, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Học viên được học lý thuyết song song với thực hành trong thời gian 3 tháng, từ căn bản đến những thể loại thông dụng như tin tức, phóng sự, tài liệu truyền thống. Ghi danh và hỏi thêm chi tiết tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 8 năm 2008 đến ngày 5 tháng 9 năm 2008 trong giờ hành chính vào cổng số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8222517, fax 9111754. Thời gian ghi danh có thể chấm dứt trước thời hạn khi lớp đã nhận đủ số lượng học viên. Cho tôi tin hát và niềm tin. Chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ chương trình Khuấy động nhịp đam mê, 19 giờ 30 phút Bé khỏe bé ngoan, 19 giờ 50 phút Thế giới 24 giờ, 20 giờ Chung sức, 21 giờ cầu truyền hình Đốt sáng Việt Nam hành trình theo chân Bác, 21 giờ 10 phút Ký sự hành trình theo chân Bác, 21 giờ 20 phút Nốt nhạc vui, 22 giờ 10 phút Những nẻo đường đất nước, 22 giờ 30 phút Tin trong nước, 22 giờ 45 phút Tạp chí sức khỏe, 23 giờ 10 phút Ca nhạc Điệu lý Phương Nam, 23 giờ 50 phút Tin cuối ngày Tin thế giới Tin thể thao, 0 giờ 15 phút Câu lạc bộ thể thao nữ thế giới, 0 giờ 40 phút Chiếu phim truyện Hàn Quốc Hoa thủy tinh tập 11, 1 giờ 30 phút Du lịch vòng quanh thế giới Vùng quê Shakespeare, 2 giờ thời trang và cuộc sống,